Rồi theo như một số bạn đang có mong muốn là thầy hướng dẫn cho các bạn làm cái nội dung của cái assignment trong cái phần Java 1. Nhưng mà tất nhiên thì cái assignment này thầy sẽ không hướng dẫn cụ thể trong cái bài, bởi vì là nếu mà thầy hướng dẫn hết thì khi mà các bạn làm bài, các bạn nộp cho giáo viên nó sẽ không còn ý nghĩa nhiều nữa. Và đối với những giáo viên khác thì người ta cũng khó để mà chấm điểm cho các bạn. Cho nên thầy sẽ sử dụng một cái nội dung nó gần với lại cái bài của chúng ta, bài kế thừa của lớp 7. Và ở trong này thầy cũng sử dụng cái sinh viên Bully giống như là nhân viên. Rồi sau đó chúng ta sẽ phát triển lên sinh viên IT, rồi sinh viên business, thì nó cũng gần tương đương như chúng ta sử dụng cái đây sử dụng cái nội dung của nhân viên rồi phát triển lên thành tiếp thị và trưởng phòng. Đấy, như vậy thì cái những cái nội dung mà thầy hướng dẫn thì thầy dựa trên cái lớp 7 này thầy sẽ phát triển thêm. Như vậy phát triển cái gì thì các bạn nhìn thấy ở trong cái nội dung của assignment, chúng ta có những cái yêu cầu thì thầy sẽ làm một cái số cái thông tin thêm để chúng ta ấn xạ qua. Ví dụ như nhập xuất danh sách nhân viên thì nó tương đương với lại nhập xuất danh sách sinh viên. Rồi xóa nhân viên hoặc cập nhật thông tin nhân viên. Đó, thì cái này chúng ta cũng làm tương tự ha, xóa, cập nhật. Rồi tìm kiếm theo tên nhân viên. Đó. Tìm kiếm nhân viên theo lương thì ở bên cái code thầy đã bổ sung thêm một số cái, thì khi mà các bạn nhìn bên cái code của thầy nè, thầy sẽ update cái file này từ từ, thì các bạn sẽ có những cái nội dung nó gần tương tự với cái các bạn đang cần. Rồi xuất nhân viên có thu nhập cao nhất trong công ty, như vậy thì để xuất được nhân viên có thu nhập cao nhất 5 người đầu tiên thì việc có rất là nhiều cách làm, nhưng mà cách đơn giản nhất là chúng ta sắp xếp thu nhập giảm dần, tức là người cao nhất xếp trước, rồi chúng ta in danh sách từ 1 đến 5 hay là từ 0 đến 4. Nếu mà danh sách của chúng ta là trong array list thì chúng ta sẽ xếp từ 0 đến 4. Trong đó nhân viên được chia làm 3 loại, thì cái chỗ này chúng ta cũng đã làm giống như là nội dung trong cái lớp 7. Như vậy của mình sẽ chia làm hai loại thôi, còn ba loại thì nó cũng tương tự như thế. Rồi trong cái nhân viên có thêm doanh số bán hàng rồi huê hồng, thì cái này ý của người ta sẽ muốn là với mỗi cái class kế thừa thì nó sẽ có những cái field khác nhau. Như vậy thì thầy sẽ sử dụng là sinh viên IT và sinh viên của Big, nó sẽ có những cái khác nhau về điểm. Đó, thì nó cũng tương tự như thế. Rồi, tiếp tục lấy thu nhập được tính bằng tổng các khoản thu thì nó cũng tương đương như là get điểm. Các bạn lấy được điểm thì tương đương và các bạn lấy thu nhập thì nó cũng như thế thôi. Rồi tiếp tục về phần tính thuế. Thuế thì được tính theo lũy tiến. Thì thầy sẽ ánh xạ qua là chúng ta sẽ tính học bổng. Thì thay vì là dưới 9 triệu thì thầy giả sử điểm dưới 7 điểm thì không có học bổng. Điểm từ 7 đến 8 thì học bổng là 10% của học phí, giả sử học phí là 12 triệu. Con số này mình cho, hoặc là các bạn sẽ nhập từ bàn phím, cái này thì tùy. Bây giờ thầy tạm thời thầy sẽ cho con số này. Điểm từ 8 đến dưới 9 học bổng là 15% học phí, và điểm từ 9 trở lên thì học bổng là 20% học phí. Thì cái này nó cũng tương đương như là lấy thu nhập. Đấy, như vậy thì những cái yêu cầu ở đây tất nhiên nó sẽ không theo thứ tự như thế này, nhưng mà khi mà các bạn nhìn cái đoạn code của thầy, những cái mà các bạn sẽ nhìn ở những cái menu thì các bạn sẽ tìm được cái cách để các bạn viết cho một cái đoạn code tương đương. Như vậy thì những cái mà thầy đã làm rồi là nhập danh sách xuất xuất danh sách sinh viên có học lực giỏi,
rồi sắp xếp theo điểm, sắp xếp theo tên. Đó, những cái này là thầy đã làm xong. Thì tí nữa thầy sẽ review lại cho các bạn xem những cái nội dung này. Bởi vì cái này nó thuộc về lớp 7 rồi, thầy sẽ không code lại ở phần assignment nữa. Thầy sẽ phát triển thêm ở chỗ này. Đó, tìm hiển thị nhân viên theo mã. Thì ở chỗ này nó chưa có cái phần tìm, thì bây giờ thầy bắt đầu tìm. Rồi xóa sinh viên, cập nhật thông tin sinh viên. Ví dụ mình cập nhật điểm, mình tìm một cái mã sinh viên nào đó, rồi mình sửa điểm lại, cập nhật vô. Tìm sinh viên thêm một cái khoảng điểm, ví dụ như mình tìm từ 7 đến 9 điểm thì có bao nhiêu sinh viên như thế. Rồi xuất năm sinh viên có điểm cao nhất thì nó tương đương như lúc nãy chúng ta xuất lương cao nhất. Rồi thầy sẽ đưa thêm cái phần là lưu dữ liệu vào file và load từ file lên. Bởi vì mỗi lần mà chạy cái chương trình để mà demo cho các bạn thì mỗi lần phải nhập nó sẽ rất là lâu. Cho nên là thầy nhập xong thầy sẽ lưu xuống file. Và khi nào demo lại thì chúng ta chỉ cần load dữ liệu từ file lên. Có thể là chúng ta có rất là nhiều sinh viên thì chúng ta sẽ demo nó sẽ dễ hơn. Thì đó là những nội dung mà thầy sẽ triển khai trong cái phần hướng dẫn làm bài ở assignment. Thì các bạn đăng ký, subscribe cho kênh của thầy để khi nào mà có cái video mới về hướng dẫn từng phần thì các bạn sẽ nhận được cái file sớm nhất và cập nhật kiến thức nhanh nhất. Chúc các bạn hoàn thành cái môn Java 1 một cách dễ nhất. Các bạn có thể là lĩnh hội được cái cách để mình triển khai code, và chúng ta phải tư duy tại sao chúng ta phải viết như thế và cái công việc như thế thì chúng ta sẽ bắt đầu viết từ đâu. Cái đó là cái thầy rất là mong muốn ở các bạn. Chứ nếu như các bạn học theo kiểu là thầy code gì mình nhìn code rồi mình gõ lại thì cái đó là cái mà thầy không có mong muốn. Thầy mong làm sao là khi xem qua được các cái video của thầy thì các bạn có thể tự ngồi mà code từ một cái project trắng không có gì cả, và chúng ta sẽ code dần 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 lên. Với những đoạn code nào mà các bạn không nhớ thì các bạn có thể mở ra thì các bạn xem lại rồi đóng lại và mình sẽ tự nhớ và tự code, chứ mình không có copy hoàn toàn. Thì hy vọng với những video của thầy sẽ giúp ích được cho các bạn cảm thấy môn lập trình Java là nhẹ nhàng, kể cả những môn lập trình khác mình không có quá căng thẳng đối với những môn lập trình. Rồi xin cảm ơn các bạn, nhớ subscribe để mà đăng ký để mà các bạn sẽ có được những cái báo mới nhất về những cái nội dung thầy sẽ cập nhật trong cái bài assignment. Cảm ơn các bạn.